tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh." Trở nên sứ giả loan báo tin mừng. Nhắc đến Thánh Phaolô, chúng ta nhớ đến sự kiện Đa Mát. Đa Mát không đơn thuần là một sự kiện, một biến cố, nhưng còn là một lựa chọn, một đổi mới và sự dấn thân đến cùng để nhận thức rõ hơn về Thiên Chúa và hành động theo ý của Người. Cũng thế, cuộc đời đôi bạn cũng đầy dẫy biến cố Đa Mát. Khi chúng ta muốn vẽ người yêu, người bạn đời theo ý mình, nhưng như Thánh Phaolô, một khi lòng nhiệt thành phát xuất tự tận con tim tự do và yêu thương, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên sự hoàn thiện của mình với sự trợ giúp của bạn đời, để trở nên sứ giả loan báo tin mừng tình thương của Thiên Chúa như Thánh Phaolô hôm nay.